Hello everyone, my name is Sang and today I'm your teacher. Nice to meet you. Hôm nay thầy là Sang và thầy sẽ là giáo viên của các bạn ngày hôm nay. Rất vui được làm quen với các bạn nhé. Okay, and our topic today is Unit 1, Then and Now, Vocabulary. And you can open your book page 10 and 11. Thì hôm nay bài học của chúng ta sẽ là Unit 1, Then and Now. Và chủ đề của chúng ta hôm nay là học về từ vựng. Và cũng mắc bạn hãy mở sách ra trang 10 và trang 11. Mình sẽ học bài hồi hôm nay nhé. Okay, and before we start the lessons, I have a question for you. Trước khi mình có một bài học hay và vui vẻ thì mình sẽ có một cái câu hỏi cho các bạn. Think of 5 things that you have lost or found in the last 10 years. Hãy suy nghĩ giùm thầy là 5 cái vật nào đó mà các bạn đã làm mất hoặc là tìm ra được trong vòng 10 năm trở lại đây. Thì ok, I give you some example. Thì thầy cho các bạn một vài ví dụ ha. Đầu tiên đó là the first one, that's it. I lost my water bottle in class. Thì có thể là mình mất một cái bình nước ở trong lớp. Or something you can have, something you might have lost or found. Và một vài cái mà các bạn có thể đã mất hoặc là tìm được. Ví dụ như là phone, item of clothing or the wallet. Hoặc là điện thoại iPhone 14, iPhone 15 Pro Max. Item of clothing như là túi Balenciaga hay or wallet. Hoặc là bạn tìm được một vài cái ví như ví Prada, ví Gucci, ví Chanel gì đó. Okay, thì bạn nghĩ một của mình và nhớ là mình làm mất hoặc là tìm được. Và có thể mình đưa ra một cái ví dụ về thậm chí là ở đâu thì nó sẽ rõ ràng hơn, giống như là in class, at school, when I walk on the street, in the supermarket, in the shopping center, yeah, something like that. Think about this. Các bạn hãy nghĩ đi. Okay, now we move to the lesson today is memories. I can talk about my memories. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về bài memories, kỷ niệm. Và mình có thể nói về cái những cái kỷ niệm của mình. Maybe your memory is sad. Maybe your memory is fun. Maybe your memory is happy. Mình có thể nói là có thể là cái kỷ niệm của bạn có thể là vui, có thể là buồn, hoặc là gì đó, hoặc là thú vị, interesting, maybe like that. Mình sẽ nói về cái memory của mình. And the first part today is presentation. Thì bài và phần đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó là phần giới thiệu. Now we have some new words. Và mình có một vài từ vựng mới. Okay, listen and repeat 2 times. Bây giờ mình sẽ lắng nghe và đọc lại 2 lần. Get back. Get back. Okay, get back to obtain something again after having lost it. Có nghĩa là bạn lấy lại được cái gì đó sau khi bạn đã mất nó rồi. Example, you get back your camera. Có nghĩa là bạn đã lấy lại được cái camera sau khi bạn đã mất nó. Go on and now we listen and repeat 2 times. Come across. Come across. Come across. Come across, to find something or someone by chance, có nghĩa là tình cờ thấy được cái gì đó, hoặc là một ai đó, gặp được một ai đó. Hả? Recognize. Recognize. Okay, recognize. To know something or someone because you have seen or heard him or her or experienced it before. Nghĩa là mình nhận ra một cái gì đó. Like, do you recognize this song? Có nghĩa là bạn nhận ra được bài hát này là bài hát gì không? Look forward to. Look forward to. Okay, look forward to. To feel pleased and excited about something that's going to happen. Có nghĩa là mình mong đợi một điều gì đó. Example, I look forward to going to the zoo. Có nghĩa là tôi đang mong đợi với việc mà đi tới sở thú. Belong to. Belong to.
belong to be the property of someone, có nghĩa là thuộc về một cái gì, một ai đó. Example, this mysterious sock definitely doesn't belong to anyone in my house, có nghĩa là cái vớ bí ẩn này nó chắc chắn là không thuộc về bất cứ ai trong nhà tôi cả. Maybe it belongs to a wild sock monster, có thể là nó thuộc về một con quái vật vớ hoang dã nào đó. Nghe creepy ha. Look back on. Look back on. Yeah, look back on. To think about something in the past or reflect. Thì các bạn có thể thấy trên bức tranh này giống như là đây là năm 2022 và ông này ông đang nhớ về cái đám cưới năm 1970, có nghĩa là nhớ về một cái gì đó ở quá khứ. Hoặc là mình có tên gọi khá là hồi tưởng. Ok, review time. Và bây giờ là thời gian review tất cả các từ mà mình đã học. Các bạn hãy nhìn vào, copy vào tập và đọc lại giùm thầy nhé. Get back. Come across. Recognize. Get back. Come across. Recognize. Look forward to. Belong to. Look back on. Look forward to. Belong to. Look back on. Yeah, và các bạn đã chuẩn bị cho phần tiếp theo chưa? Các bạn hoàn thành bài này chưa nhỉ? Do you understand? Bạn hiểu hết chưa nhỉ? Dạ, bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho phần tiếp theo nhé. Exercise 1. Read the internet box and check the meaning of the words in blue. Đầu tiên là mình sẽ đọc tất cả những cái box này và sau đó mình tìm nghĩa của những cái từ màu xanh dương. Match the photos A to E with the people who wrote the box. Và sau đó mình sẽ nối với những cái bức tranh từ A đến E với những người viết những cái box này. Bây giờ các bạn sẽ có thời gian để đọc. Các bạn sẽ có khoảng 5 phút. Các bạn có thể pause the video clip in 5 minutes. Các bạn có thể dừng cái video clip này ở 5 phút để tự đọc về những tất cả này và sau đó tìm nghĩa ra nghĩa của các từ ở đây. Thì có một số từ là thầy đã cho các bạn biết ở phần vocabulary rồi. Còn một số từ thì chút nữa thầy sẽ sau nhé. Ok, 5 minutes. Ok, now we take a look from the picture A to picture E. Thì mình sẽ nhìn thấy là tất cả 5 picture ở đây. Sau đó mình sẽ nói với Emily ở đây. Mình sẽ đọc ha. Emily, when I was young, we went on holiday to Scotland and I left my teddy bear at the hotel. Thì khi mà bạn này còn trẻ thì bạn ấy đã đi tới Scotland đi chơi á. And I left. Từ left ở đây có nghĩa là để quên, đây là quá khứ của từ leave. Và để quên một cái teddy bear, một gấu bông ở hotel. I got him back. Và sau đó lấy lại. Cái này got back, get back hồi nãy mình đã học rồi là lấy lại. Eventually, but the hotel had 15 teddy bears in lost property. Nhưng mà thật sự thì trong cái khách sạn này nó có tới 15 con teddy bear bị mất lận. Gì mà mất dữ trời. So I had to send a description of mine. Sau đó thì mình phải, vì vậy mình phải quyết định là mình phải làm gì đây? Mình phải gửi một cái mô tả của con teddy bear đó. Chứ không người ta chả biết con teddy bear nào. Cho nên mình thấy là mình đã có cái từ quan trọng như là teddy bear. Và left my teddy bear, cho nên mấy bạn nhìn vào bức tranh từ A to E thì các bạn sẽ cảm thấy là bức tranh nào là phù hợp nhất với lại nhân vật này. Dạ, đúng chính xác. Và đó là bức tranh C. Mình có hình con teddy bear đang ngồi ngắm cảnh ở đây ha. Gương mặt buồn vì nhớ chủ sau khi chủ đã đỡ quên mình rồi. Teddy bear chắc đang khóc. Thì đây là bức tranh C. Ok, good job. Now go on. Và bức tranh C đã được loại ra khỏi vòng chiến. Bây giờ mình còn A, B, D and E. Và mình sẽ đến với bảng thứ hai, đó là Erin or Eric. Ok, I came across this in a box of old photographs in our attic. Thì bây giờ mình đã đi qua, tình cờ mình thấy được cái này trong một cái box của những cái bức tranh cũ ở cái attic, là giống như là tầng áp mái. I didn't recognize myself at first. Mà mình không nhận, bà bạn này không nhận ra được bạn đó. Lúc đầu mình nhìn cái bức tranh này là bạn không nhận ra được bạn. And I don't remember this day because I was too young. Và không thể nào nhớ được cái ngày này bởi vì lúc đó còn nhỏ quá.
But I think it's a cute photo, so I got it in framed. Thì bây giờ, nhưng mà cuối cùng là quyết định là mình thấy nó, ồ, bức tranh này dễ thương quá. Cho nên là tôi đã lấy một cái khung bọc nó lại. Thì bây giờ mình có một vài từ quan trọng như là recognize myself at first, có nghĩa là didn't recognize myself at first, giống như là không nhận ra được mình lúc đầu, và khi đó là I was too young. Thì đó, mình nói về một người. Cho nên bạn nhìn vào bức tranh thì A, B, D, and E để bạn cảm thấy bức tranh nào phù hợp nhất. Ngoài ra mình có từ là cute photo và in frame. In frame, thì cho nên bạn thấy cảm thấy đó là bức tranh D. Yeah. Thì đây là cute photo và mình có một cái frame nằm đây. À, một cái frame nằm đây, cho nên đây là một cái cute photo và đây là too young. Rồi tiếp tục mình đã loại được bức tranh tiếp theo, rồi loại được bức tranh D, no more D, no more C, và mình còn A, B and E. Thì bây giờ mình tới bạn nam. My dad took me to the flower festival where I found this wristband. Ok, mình sẽ thấy là my dad, đời cha, bạn, ba bạn đưa bạn tới cái chỗ lễ hội hoa Đà Lạt. Đại dữ ta. Nơi mà bạn tìm được cái vòng tay. It was an amazing experience. Và đó là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Rất là tuyệt vời. I will never forget seeing many famous singers and artists there. Thì khi mà các bạn đi nghe nhạc thì thường bạn sẽ đeo một wristband ở ngay cái tay này. Để cho các bạn biết đó, nhận diện được đó là bạn một cái lễ hội thì bạn thường sẽ có đeo một wristband ngay đây. Để cho giống như Livo đi người ta nhận diện được là bạn có mua vé hay chưa. Vậy là I will never forget, và mình sẽ, và bạn này, bạn nam nói là tôi sẽ không bao giờ quên được là tôi nhìn thấy được rất nhiều hoặc là gặp được rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng và những cái nghệ sĩ nổi tiếng ở đây. We are going again next December. Trời, mới đi xong tháng 12 sau đi tiếp. I'm really looking forward to it. Và tôi rất là mong đợi điều đó. Cho nên mình thấy cái chữ quan trọng ở đây là từ wristband. Cho nên là mình biết đó bức tranh nào, A, B, or E. Không lẽ bức tranh A? Trời, cái đồng hồ này liên quan wristband dữ chưa? Cho nên là mình sẽ quyết định nó là bức tranh B là đáp án sai, và mình cuối cùng là bức tranh E là đáp án chính xác nhất. Dạ. Ok, bây giờ mình còn trận chiến giữa bạn A, bức tranh A và bức tranh B, và mình tới bạn tiếp theo là Dean. I was upset when I lost this watch because it belonged to my granddad. Tôi rất là thất vọng bởi vì tôi đã làm mất cái đồng hồ mà nó thuộc về bà ông của tôi. Luckily, I found it last week. May quá, tôi tìm thấy nó rồi. Behind a cupboard, tôi tìm thấy nó ở vào tuần trước, ở đằng sau cái cupboard. It's really special because it reminds me of him. Có nghĩa là nó rất là quan trọng. Tại vì sao? Tại vì nó nhắc tôi về ông tôi. Thì các bạn sẽ nhìn vào đây. Có từ quan trọng nhất đó là this watch. Cho nên mình sẽ nhìn vào A và B thì mình biết chắc chắn là câu B là đáp án sai. Và mình quyết định là chọn câu A nha các bạn. Ok. Còn mỗi một bạn thì giờ dễ quá rồi. Nhưng mà thôi, và mình vẫn đọc để mình hiểu được cái đoạn văn ha. Ichika. Bạn này chắc người Nhật quá. I got this when I was on holiday in Vietnam. Tôi có nó khi mà tôi lấy được nó, hoặc tôi có được nó khi mà tôi ở đi một cái chuyến đi chơi ở Việt Nam. I don't normally keep souvenirs. Tôi không thường giữ nữa. Chọn cái quà lưu niệm. But I love this one. Nhưng mà tôi thích yêu cái này. I often look back on that trip. It was awesome. Thì tôi cảm thấy là nó, tôi luôn luôn nghĩ về cái nó, hoặc là tôi hồi tưởng về nó, và nó rất là tuyệt vời. Thì bây giờ mình cảm thấy là mình, cái này nó liên quan tới Việt Nam, và đó là một souvenir. Và cho nên đó là câu B. Yep. Thì mình còn có bỏ một đáp án B thôi, còn gì nữa đâu mà nói ha. Ok, optional activity vocabulary. Bây giờ mình sẽ tới phần hoạt động thêm đó, và phần từ vựng. There are the infinitive form of the blue verbs and the razor verbs. Mình có một vài cái từ ở trong màu xanh dương hồi nãy á, và một vài cái razor verb ở dạng nguyên mẫu. Like, belong to, come across, find, forget, get back, keep, leave, look back on, look forward to, recognize, remember, and remind. Và sau đó mình làm gì? Write by symbol form. Mình sẽ viết ở cái từ đó ở dạng quá khứ. Thì remember, we have two types or two kinds of the possible form. That's they are irregular and regular verbs. Thì mình có hai dạng, thứ nhất là regular và irregular. Động từ có quy tắc và động từ quy tắc. Then, let's see which verbs are regular and which are irregular. Mình phải coi là từ nào là regular và từ nào là irregular. Ha?
Và bạn có khoảng 5 phút để làm điều này. Bạn có thể pause the video clip in 5 minutes and after that we move to the answer. Sau khi bạn bấm dừng cái video này được 5 phút thì bạn sẽ quay qua, mình sẽ tới cái phần answer để thầy giải thích cho các bạn nhé. Go. Yeah, 5 minutes. Yeah, after 5 minutes we have the answer. Belong to thêm ed thì đây động động đó. Came across, mình come đổi thành came. Find đổi thành found. Forget đổi thành forgot. Get back đổi thành got back. Keep đổi thành kept. Leave đổi thành left. Look mình thêm ed và look back on. Look forward to mình thêm ed, đây là look forward to. Recognize thêm d. Remember thêm ed. Remind it. Và mình có regular và irregular. Thì những regular là những từ có thêm ed và irregular là những từ còn lại. Ví dụ look back on mình thêm ed, look forward to mình thêm ed, recognize thêm d, remember thêm ed và remind thêm ed. Ở đây regular verb mình có find, mình đổi thành found cho nên là từ bất quy tắc. Forgot đổi thành forget, got back là get back đổi thành got back, keep mình đổi thành kept và leave mình đổi thành left. Yeah. Now we have exercise 2, do a memory test. Kiểm tra trí nhớ. Cover the test and answer the question. Mình tóm tắt lại. Hoặc là mình che cái bài test đi và mình trả lời những câu hỏi sau. Đầu tiên là cover the test. Và read the question and try to remember the answer. Bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi. Okay, think about this. How many teddy bears were there at the hotel? Mình nhớ lại cái bài hồi nãy ở hotel. Thì mình thấy là bạn nó phải mất con gấu bông và bạn phải đi tìm và bạn phải viết cái description cho cái con gấu bông đó để tìm được, tại vì nó mất quá nhiều gấu bông. Mà mình sẽ nhớ lại có how many teddy bears here. Number 2, who took Nam to the festival? Ai chở Nam đến festival? Và câu số 3, where did Irene find the photo? Bạn Irene này tìm được cái photo ở đâu? Rồi bạn có khoảng 2 phút để hoàn thành bài này, sau đó thì sẽ sửa cho. Yeah, this is the end of your 2 minutes. Và bây giờ kết thúc 2 phút rồi, bây giờ mình sẽ trả lời ha. 15 teddy bears were there at the hotel. Mọi người chở đến Nam đến festival là his dad. Và Erin find the folder ở đâu ha? Yeah, in the box of autographs in her attic. Bạn có thể quay lại bài đọc để bạn tìm được cái đó ha. Yeah, tiếp tục nào. Number 4, what belongs to Dan Rand's dad? Thì bây giờ nhớ lại coi đi, này nó mất cái gì đó nhưng mà thuộc về Randall cho nên nó rất là buồn, bởi vì nó luôn luôn nhắc về nhắc, tại vì nó đem lại những cái ký ức về Randall cho đi. Và where did Ichika get her souvenir? Thì hồi nãy mình nhớ cái túi thổ cẩm á, Ichika đã mua từ đâu, và lúc mà nhìn lại thì nhớ lại cái những cái kỷ niệm ở cái holiday đó và rất là vui. Ok, 2 minutes, nhớ pause video in 2 minutes và sau đó mình sẽ dạy để sửa bài nhé. Ok, finish 2 minutes, và now we have the answer. Và cái đầu tiên mình sẽ trả lời đó là a watch. Nhớ ha, mình nãy nói với bức tranh đó. Và tiếp tục đó là Việt Nam. Từ cái túi đó là cái túi thổ cẩm. Thì túi thổ cẩm nằm Việt Nam, bởi Chica đó có một chuyến đi tới Việt Nam đó các bạn. Ok, optional activity vocabulary. Và bây giờ mình tới cái phần bài tập thêm, gọi là phần từ vựng. Lại là từ vựng đó các bạn ơi, tại vì hôm nay mình là học về từ vựng mà. Bây giờ now you need to answer the questions. Và bây giờ mình có vài câu hỏi. Have you ever left something on the bus or train? Did you get it back? Có bao giờ bạn để quên cái gì đó trên một cái xe buýt hoặc là một cái xe tàu hỏa không? Và bạn có bao giờ lấy lại bạn và làm sao bạn lấy lại? Thì chắc là mấy bạn cũng không có mất đâu, tại vì các bạn thường đâu đi xe buýt hoặc là tàu hỏa gì nhiều đâu. Bạn đi máy bay hoặc là mấy bạn có thể nghĩ về, nếu như bạn nói là no thì bạn có thể nói là quên trên máy bay hoặc là quên trên taxi gì đó cũng được. Chắc là mấy bạn không đi xe buýt hoặc là xe tàu hỏa đâu mà. Number 2, do you have something that once belonged to a grandparent? What is it? Và bạn có mất cái gì đó và bạn có cái gì đó mà thuộc về, đã từng thuộc về ông bà của bạn không, mà nó là gì nhỉ?
Mình tưởng tượng là mình nói cũng được, hoặc là nếu như có thật thì mình nói càng tốt. What toys have you kept from child, your childhood? Why? Có khi nào bạn lấy, bạn giữ cái đồ chơi nào bạn giữ từ hồi còn nhỏ không, và tại sao mà bạn giữ nó? Giống như nó có đưa lại cho bạn cái kỷ niệm gì đó, hoặc là tại sao bạn rất là thích nó, hoặc là nó nhắc bởi bạn về một cái người nào đó rất là quan trọng chẳng hạn. Now think about that. Rồi, 5 minutes. Sau khi mà hết 5 phút thì bạn hãy tua qua phần sau để mình có được cái đáp án nhé. Và cái đáp án ví dụ thôi chứ phải đáp án chưa real. Ok, thầy đưa cho các bạn một vài cái đáp án ví dụ. Like, last month I lost my water bottle. Có thể là tôi để quên cái chai nước ở trên tàu hỏa, ở trên xe bus, hoặc trên máy bay, hoặc gì đó. Unluckily I haven't found it yet. Nhưng mà xui quá, nó đi luôn rồi, bây giờ mình tìm không được. Mà có thể bạn nói là mình có thể tìm lại được ở đâu, từ ai đó cũng được. Đó là tùy bạn ha. Number 2, my grandma gave me her old charm bracelet. It's got these cool little charms from all her travels. It's a bit old fashioned, but I love wearing it and thinking about her adventures. Thì có thể là mình nói trả lời câu 2, cái gì mà ba ông bà đã để lại cho mình, thì mình có giữ đó là một cái vòng tay mà nó rất là nhiều mấy cái charm, mấy cái trắng như mấy cái nhỏ nhỏ đính lên đó đó. Tôi không biết gì đó, cái gì thì quên rồi. Và nó có rất là nhiều cái cool little charm. So, tại sao nó đặc biệt? Tại vì nó từ những cái chuyến du lịch của bà ha. Thứ nhiều như bà đi Nhật mà gắn dùng cá, bà đi Mỹ mà gắn dùng cá, bà đi Đà Nẵng mà gắn dùng cá, bà đi Đà Lạt mà gắn dùng cá, thì nó là những cái giống như tổng hợp tất cả các chuyến du lịch qua vậy. It's a bit old fashioned, tuy là nó cũ và nó không còn hiện đại mới nữa, but I love wearing it, nhưng mà tôi rất yêu thích nó và nghĩ về, tại vì sao? Tại vì khi mà nó, tôi có thể nhớ về những, nghĩ về những cái chuyến du lịch hoặc có chuyến chuyến thám hiểm của bà ha, thì đó là một cái rất là thú vị. And about the toys, I still have this stuff. She's a rat-up named Spike. He's totally worn and missing an eye, but he was my best friend when I was little. Thì tôi vẫn còn cái con Triceratops này, tên là Spike. Tại sao? Tại vì mặc dù là nó gần như nó bị hư rồi, và nó mất luôn con mắt, nhưng mà nó là một người bạn thân nhất của tôi khi tôi còn nhỏ. Cho nên nó lý do tại sao tôi nhìn nó, để tôi nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Ok, mình học xong rồi thì bây giờ mình phải practice, mình phải luyện tập hai các bạn. Sẽ đọc cái questionnaire và mình choose the correct options. Mình sẽ chọn cái đáp án phù hợp nhất, cái lựa chọn phù hợp. Then watch or listen. Sau đó mình sẽ nghe hoặc là xem. Thì chắc là mình sẽ nghe thôi. Which questions do you hear? Và mình sẽ nghe thử là question nào mà bạn nghe được. First, what does sentimental mean? Đầu tiên là mình phải nghĩ là sentimental nghĩa là gì. Yep, thì đó là giving a lot of importance to your feelings that thing would remind you of the past. Có nghĩa là nó là một cái gì đó rất là quan trọng với lại cái cảm xúc của bạn, và nó là những cái vật mà giúp bạn nhớ về ngày xưa ha. Ok, now look all the questionnaires and choose the correct answer. Thứ nhất là mình sẽ có những cái câu hỏi này, những cái từ linh động đây, các bạn sẽ tròn cho phù hợp. Are you sentimental? Ok, mình đã có hỏi, do you keep or belong to souvenir or places? Mình sẽ làm gì với những cái quà lưu niệm ở những cái nơi mà bạn đã từng đi. Do you spend more time? Làm gì với nó mà looking back on hay là finding, mà mình có từ liên quan tới the past, có nghĩa là quá khứ. Và thứ hai là the future, có nghĩa là tương lai, thì mình sẽ làm chọn từ này cho phù hợp. Thứ ba, do you frame photos? Đóng khung mấy bức tranh để làm gì của các bạn mà special, liên quan tới special events, những cái sự kiện quan trọng. What can you remember or live about your last birthday? Bạn làm gì đó về những cái, về cái sinh nhật nhất bạn. If you are tidying in your room, thì khi mà mình đang dọn dẹp phòng thì mình sẽ vô tình thấy hoặc là lấy lại cái gì đó. Or toys, game or book. Ok, 2 minutes, mình có thể pause video in 2 minutes and after that circle the correct answer. Yeah, this is the end of your 2 minutes. Và bây giờ kết thúc 2 phút rồi. Bây giờ mình sẽ làm bài nha. Mình sẽ cho các bạn coi đáp án ha. Thứ nhất là keep. Mình sẽ giữ lại những cái souvenir mà mình đã, từ những nơi mình đã đi qua. Còn câu số 2 cho mình thấy từ the past, nghĩa là mình sẽ looking back on, hồi tưởng hoặc nhớ lại những cái gì ở quá khứ. Và mình thấy từ tiếp theo là future, cho nên mình sẽ là look forward to.
mong đợi gì có gì cái gì đó ở tương lai. Number three, khi mình đóng khung những bức tranh thì mình muốn là nhắc mình về một cái những cái sự kiện quan trọng, cho nên là remind. Để number four, khi về cái sinh nhật gần nhất, cho nên mình sẽ hỏi là bạn có thể nhớ gì về sinh nhật gần nhất của bạn, đó là remember. Và number five, khi mình đang dọn phòng thì mình vô tình thấy được những cái toys của hoặc những cái games hoặc là sách ngày xưa mình đã sử dụng, cho nên là come across. Rồi bây giờ mình sẽ nghe và mình khoanh tròn vào những câu hỏi mà bạn nghe được trong bài nhé. Unit 1. Vocabulary. Exercise 3. What can you remember about your last birthday? Let me think. Actually, I'm not sure if I can remember anything. Really? Why not? Well, maybe I didn't do anything. I honestly can't remember. What about you? I can remember mine. I had a great time. Nice. What did you do? I went out for pizza with my friends. You were there, Tegan, remember? Oh, yes. Do you keep souvenirs of places that you visit? Yes, I do. This is my favourite. I carry it everywhere with me. What is it? It's a shark tooth. Oh, cool. What's the story behind that? Well, believe it or not, it's from a massive shark which I caught when I was fishing in Australia. You're kidding! Yes, I'm kidding. It's just plastic. I bought it in a shop when I was on holiday. Do you frame photos to remind you of special events? Not really. They're all on my phone, though. You've got loads on here. What's this one? Oh, no. Is this you? Yes, that's me. What were you wearing? It was supposed to be a carrot costume for a school assembly in year four. That's hilarious. Okay. I was only a kid. Ok, và thầy sẽ đưa cho các bạn đáp án nhé. Thứ nhất đó là mình đã nghe câu đầu tiên, đó là What can you remember about your last birthday? Và câu thứ hai mình nghe được đó là Do you keep souvenirs of places that you visit? Và câu số 3 đó là Do you frame photos to remind you of special events? Ha? Mà các bạn có đúng không nhỉ? Ok, now we move to the last stage, production. Bây giờ mình sẽ tới phần cuối cùng, cái stage cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, đó là production. Exercise 4, use it. Work in pairs, ask and answer questions from the questionnaire. Bây giờ mình sẽ sử dụng bằng cách là mình sẽ làm nhóm và hỏi và trả lời những câu hỏi từ những cái questionnaire ở trên đó. Và mình có thể use the key phrases to find out more information. Và mình sẽ dùng những cái key phrases mà thầy sẽ có ở đây để tìm ra thêm thông tin. Look at the questionnaire and prepare your answer individually. Bây giờ bạn sẽ nhìn vào questionnaire và chuẩn bị câu hỏi trả lời ha. Then work in pair to ask and answer the question. Sau đó mình sẽ hỏi và trả lời những câu hỏi. Use the key phrases to ask for more information. Và mình sẽ dùng những cái key phrase để trả lời những câu hỏi và để được tìm được nhiều thông tin hơn. Thì đây là cái questionnaire hồi nãy của mình đã làm rồi. Vậy là những và để bỏ đi những cái đáp án mà mình chỉ để lại những đáp án chính xác thôi. Và đây là cái key phrase của mình. Và đây là những cái câu hỏi bạn có thể sử dụng để hỏi thêm như bạn. Giống như là mình trả lời câu hỏi đầu một xong mình sẽ hỏi là what about you? Mà còn bạn thì sao? What did you do? Bạn đã làm gì nhỉ? When what last? Khi nào bạn làm đó, giống như là bạn mua cái souvenir đó thì bạn mua được khi nào? What story behind that? Giống như là bạn hỏi là bạn tại sao bạn giữ cái frame, giữ những cái đó, tại sao bạn nhớ về cái đó, tại vì có câu chuyện nào đằng sau đó không? Where was that? Bạn có nó ở đâu nhỉ? Bạn lấy cái đó ở đã từng ở đâu? Really? Thiệt sao? Why not? Và thật sự là như vậy hay không? Ok, bây giờ các bạn sẽ hỏi và trả lời với nhau về những sử dụng những cái thông tin bên questionnaire này và key phrases ở đây nhé. Let's go. Mình có khoảng 2 phút.
hoặc là không, mình sẽ có 5 phút để hoàn thành này, sau đó các bạn pause video in 5 minutes và sau đó thầy sẽ đưa cho các bạn cái đáp án, một vài cái đáp án tham khảo thôi ha. And this is the example, và đây là cái ví dụ. Do you keep souvenirs of places that you visit? Bạn có giữ cái nào không? Yes, I do. I keep a scallop shell. It reminds me of our family vacation in Nha Trang last summer. What about you? Thì đây là mình sẽ có câu hỏi what about you để mình hoàn thành đồ hội thoại cho nó mượt hơn và cho tự nhiên hơn. Tôi có giữ một cái vỏ như vỏ sò này này và nó nhắc tôi về cái chuyến đi du lịch của tôi với Nha Trang với gia đình nhờ mùa hè năm ngoái. Còn bạn thì sao? I bought some dolls during my trip to Russia last summer. Tôi có vào mua một vài cái dolls về những cái mô hình giống như là búp bê như thế này này ở trong chuyến đi tới Nga. Giàu dữ ta. I look back on the trip every time. Và tôi nhớ về cái trip đó bất cứ khi nào. I play with them. Khi mà tôi sử dụng nó, tôi chơi nó. Finished. Write your out internet box about something you lost or found. What happened? How do you feel? Và sau khi bạn đã hoàn thành cái bài này, mình sẽ tới cái phần cuối cùng. Và hãy viết một cái internet box của bản thân bạn và một cái gì đó bạn tìm được hoặc là mất đi. Và tại sao, và cái chuyện gì xảy ra và bạn cảm thấy như thế nào? Alright, I will give you example. Write the box individually. Tôi nghĩ là mình sẽ viết, tự viết nó ha. I give you example. Và đây là một cái ví dụ. I found the weirdest lunchbox ever in the cafeteria, except like a flying saucer and has blinking lights. Anyone missing the cosmic cuisine carrier? Có ai mất không? Thì mình sẽ nhìn qua đây, mình sẽ nói là cái này rất là lạ. Tại vì nó một cái hộp ăn trưa rất là lạ mà mình đó giờ chưa thấy. Tại vì nó nhìn giống như một cái đĩa bay vậy. Và nó rất là lấp lánh. Và nếu như bất cứ ai mất cái này thì hãy liên hệ với tôi. If you have ever lost or found something similar. Okay, this is your homework. Learn a new vocabulary in lesson 1. Học tất cả các từ ở trong mình đã học ở trong lesson 1. Review the key phrases in lesson 1. Mình review lại những cái gì, những cái dạng mà mình có thể hỏi lại như what about you, where was that, when were that, chẳng hạn. Prepare for lesson 2 reading. Và mình chuẩn bị cho bài số 2. Và do page 8 in the workbook và nhớ làm trang số 8 trong workbook nhé các bạn ơi. Và đó là the end of our lesson today. That's all about our lesson. Thì đó là tất cả những gì về cái bài của ngày chúng ta ngày hôm nay. And I hope to see you again in the next lesson. Và thầy hy vọng sẽ gặp lại các con vào cái bài sau nhé.